Kính thưa quý vị, Samsung hết được ưu đãi thuế tại Việt Nam. Nhà sản xuất điện thoại lớn trên thế giới Samsung sẽ không còn được ưu đãi thuế quan tại Việt Nam kể từ đầu năm 2014 tới. Đây là tuyên bố của đại diện vụ quản lý khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Cộng sản Việt Nam hôm ngày 19 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Chủ tọa cuộc họp thông báo kế hoạch mở cuộc triển lãm mời gọi các nhà đầu tư đến với các khu công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Đại diện khu quản lý khu kinh tế ông Trần Duy Đông nói rằng, công ty sản xuất điện thoại lớn nhất nhì thế giới hiện nay chỉ còn được hưởng chính sách ưu đãi về thuế một tuần lễ nữa thôi. Ông Trần Duy Đông xác nhận thêm rằng, đến cuối năm 2013 tới, công ty Samsung không còn được hưởng chính sách miễn thuế kéo dài suốt 4 năm qua. Theo ông Đông, trong năm tới, Samsung sẽ phải nộp khoản thuế lợi tức lên đến 750 triệu Mỹ Kim cho nhà nước Việt Nam. Được biết, thời gian qua, số lượng điện thoại di động của Samsung được sản xuất tại Việt Nam cung cấp cho nhu cầu toàn cầu chiếm đến 70%. Cũng trong dịp này, ông Trần Duy Đông còn cho biết Bộ Kế hoạch Đầu tư đang gấp rút soạn thảo các điều khoản sửa đổi của luật đầu tư. Nếu dự thảo này kịp hoàn tất và áp dụng ngay trong năm 2014, các nhà đầu tư ở Việt Nam sẽ bị buộc phải nộp ký quỹ 10% tổng trị giá dự án đầu tư. Ông Trần Duy Đông nói rằng, điều luật sửa đổi này được đưa ra để hạn chế tình trạng có quá nhiều dự án ghi vốn lớn nhưng không được thực hiện trong thực tế. Cũng theo điều khoản sửa đổi này, nhà đầu tư không xúc tiến thực hiện dự án sau 6 tháng được chấp thuận sẽ bị mất hoàn toàn tiền ký quỹ.